Nay con khỏe rồi. Sao? Con ngồi dậy đi. Em ơi. Em yêu ơi. Ừ. Tối em yêu ngủ em yêu ôm ba hả? Trời ơi. Thôi vậy con, nhìn sao nhìn mệt đi vậy. Thôi đừng có ngã ngớn như người mẹ mà. Cứ nhủi nhủi với mẹ chi nha. Cái mới xúc tới này tới nơi. Xúc tới nơi rồi. Ngồi vậy, con ngồi vậy được chưa? Ngồi được nữa bên bên không? Ôi ôi ôi, chống cao vậy hả? Giỏi quá, Kim giỏi quá. Rồi. Nằm xuống luôn rồi, vụ cái này luôn. Vụ cái cà luôn rồi mấy Kim. Đó, ngã ngớn nè. Giờ là thích vậy á. Thích ngã ngớn vô người ba người mẹ lắm. Tối ngủ là phải ôm ba. Dựa vô người vậy mới ngủ nha. Bình thường không ngủ đâu. Sao? Ủa? Trời ơi, cái đầu bù xù rồi, hết chin rồi. Ủa? Em ơi. Chú chí, cái tóc bù xù. Mẹ cho ngủ nha. Đi ngủ nha, con em buồn ngủ hả? Trời ơi, chống cao chưa? Ừ, Kim giỏi quá. Ừ, đó, ngại ngứa. Thương em quá à. Mẹ thương em nhất trên đời luôn. Em khóc là mẹ sợ lắm. Mẹ khóc theo luôn. Sợ em đau lắm. Giờ em đau em chưa có biết nói. Em chưa có biết kêu mẹ. Tự chơi cơ mà. Tự chơi được lâu lắm. Kim ăn được rồi. Kim ăn cháo, nấu cháo cho Kim ăn. Ơ, à, hết ngã vô người mình nhỉ. Kim ơi. Ngồi lên đi. Con biểu diễn con ngồi được nửa mông rồi đúng không? Con ngồi được nửa mông rồi đúng không? Ừ, con ngồi không? Con ngồi lên đi.